Thưa sư, dẫu con biết là không nên hơn thua với người, nên con chọn cách nhịn và im lặng. Con nhịn và im lặng nhiều lần thì người làm điều sai trái, họ càng làm với con nhiều hơn, chứ như xui, cứ như xui họ làm thêm. Con nhịn khẩu chứ tâm con còn nổi sân, vì thế con niệm 6 chữ lành để lấn át tâm sân xuống. Còn con cự lại họ thì họ mới hết vì lợi ích của họ mà gây tổn hại về phần con. Nhưng khi cãi lại họ thì con cảm thấy tâm con như mất đi một cái gì đó rất quý giá. Con mong sư cho con lời khuyên và giải đáp cho con hiểu hơn và thế nào là tốt và thế nào là không tốt. Thưa quý vị, trong một cái câu chuyện tiền thân, khi mà Bồ Tát, sư nhớ là sư kể rất là nhiều rồi, khi Bồ Tát là một con voi chúa thì có con khỉ nó chơi ngẳng, là nó cứ leo lên trên cây, rồi nó ở trên cây nó tè xuống đầu Bồ Tát. Thì Bồ Tát giận, Bồ Tát nghĩ là với cái năng lực của mình nè, mình quật cái cây đó xuống là con khỉ nó rớt xuống, là mình dẫm cho nó chết tươi là được liền ấy. Nhưng mà Bồ Tát lại suy nghĩ ấy, cái chuyện mà mình nóng giận ấy, nó sẽ là một điều đáng chê trách. Đặc biệt là những người trí, các vị đó sẽ chê trách. Và cái chuyện mà hư hỏng về cái giới hạnh, tức là cái sự nóng giận ấy, thì nó đáng quan tâm hơn là cái chuyện mà cái con khỉ đó nó làm hại mình. Thế cho nên là Ngài nhẫn nhịn. Và khi Ngài nhẫn nhịn như vậy thì con khỉ nó cứ làm tới thôi. Và Ngài cứ tiếp tục Ngài nhẫn nhịn. Và Ngài suy nghĩ là nếu như chừng nào mà con khỉ này á, nó, nếu như nó nghĩ là ai cũng có khả năng nhẫn nhịn như mình mà nó lại đem cái chuyện đó nó áp dụng cho người khác, thì khi đó người ta sẽ bắt và hại nó, và khi đó thì ta sẽ giải thoát. Cái suy nghĩ cái này của Bồ Tát không có nghĩa là Bồ Tát mong cho cái con khỉ đó bị hại, không phải. Mà Bồ Tát nghĩ là khi nào nó đủ nhân duyên thì mình sẽ được giải thoát, còn khi chưa đủ nhân duyên thì tốt nhất là mình vẫn cứ nhẫn nại. Cho nên phải nói là cái chuyện mà mình nhẫn nại được bao nhiêu, mình nhẫn nại được tới đâu, đó là do cái trí của mình và do cái khả năng kham nhẫn của mỗi người. Khi nào mà mình nhẫn không nổi nữa thì đó là do mình chứ phải do người ta. Sư gặp rất là nhiều vị trưởng lão, mà sư phải nói cái mà sư học được, cái sự nể nhất của các vị đó là gì? Cái khả năng kham nhẫn. Phải nói là sư cũng là một vị sư trẻ, thành ra cái khả năng kham nhẫn của sư nó cũng có giới hạn. Gặp nhiều trường hợp cà chớn quá thì sư cũng nhẫn không nổi. Nhưng mà sư không thể ngờ được là các vị đó có thể nhẫn đến mức độ như vậy. Thì ngay cả bản thân sư thì sư vẫn phải tiếp tục học, tại vì học ở các vị trưởng lão. Cho nên nếu như có lời khuyên thì cái quan trọng là ở mình. Tại vì mình nhẫn càng nhiều thì cái gọi là cái khả năng tu tập của mình nó càng giỏi. Giống như là ở trong kinh, ví dụ cái cưa ở Trung Bộ, Đức Thế Tôn nói một người mà nhìn họ hiền thiện, Như Lai chưa nói họ hiền thiện đâu, bởi vì là họ chưa có gặp thử thách thôi. Giống như một cái cô con gái một cái gia đình gia giáo, ai nhìn cũng nói cô dễ thương hết trơn, ngay cả cô người hầu cũng nói cô dễ thương. Nhưng mà rồi đùng một cái có cái chuyện gọi là khiêu khích cái cổ nổi dịch nổi hạch lên á, thì cổ mới nổi điên lên. Thì lúc đó cô người hầu nói trời ơi, hồi xưa tôi cứ tưởng cô là cô ngoan hiền lắm, ai dè mà cô dữ dằn vậy. Đức Thế Tôn nói người ta ngoan hiền á là tại vì chưa có cái sự thử thách mà động chạm tới họ đâu. Đệ tử Như Lai cũng vậy đó, nhưng mà khi mà động chạm tới thì mới biết được cái người này là họ có kham nhẫn hay không kham nhẫn. Và Thế Tôn nói là dù cho một người người ta căng hai tay hai chân của mình ra, rồi người ta lấy một cái cưa lớn
rồi người ta xẻ đôi mình ra. Mà nếu như mình còn cái lòng sân nha, thì có nghĩa là mình còn chưa có thực hành đúng đắn theo lời dạy của Thế Tôn. Thế cho nên là nếu mà nói một cách rốt ráo thì mình nhẫn thì nó chỉ có tốt chứ không bao giờ xấu, chỉ có tốt hơn. Còn thiên hạ họ họ cứ làm tới thì họ tạo điều kiện cho mình nhẫn nhiều hơn. Còn nếu như mà sư nói một cách trung dung á, thì nó như thế này nè. Ở trong kinh Tất Cả Lộ Hoặc thì có những vấn đề mình nhẫn được thì mình nhẫn, nhưng mà có những vấn đề mình nhẫn không được thì mình tránh đi. Chứ ai đâu mà mình cứ chu đầu ra để cho người ta quánh làm chi. Đó. Rồi sư nhớ một vị, cái này ở bên Bắc Truyền thôi, bên Bắc Truyền, một vị thầy khi mà ngồi ở trên ngồi trên xe lửa mà đi hoằng pháp ở xứ người á, ở nước ngoài, vị này ngồi, vị này khóc. Vị này là một vị pháp sư cũng nổi tiếng ở Phật giáo phát triển. Vị này chia sẻ ngồi trên xe lửa mà khóc, tự nhiên nhớ tới lời dạy của thầy tổ. Đó, cái công chuyện đi hoằng pháp á, cái gì á mà tránh được thì tránh, cái gì tránh không được á thì nhịn, mà cái gì nhịn không được thì phải khóc đi. Cho ông thầy chùa ổng không có cái cách gì hết trơn á, nhịn không được nữa thì phải khóc đi. Đó, đó thì thầy ngồi khóc ngon lành ở trên xe lửa, nhưng mà rồi thì sự kiện nó cũng qua. Đấy. Còn khi mà quý vị gọi là cái gì ta, quý vị nổi xung lên rồi quý vị cự cãi lại với họ đó, thì mình nghĩ là nó hay, nhưng mà thực tế là khi đó là bao nhiêu cái công sức mình nhẫn nhịn là mình đổ sông đổ biển hết trơn. Thành ra đời nó khác đạo. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có cái nhìn như thế nào về vấn đề này. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, sư cũng hoàn toàn đồng ý với cái lời khuyên của Đức Hành Tuệ. Có nghĩa là Đức Hành Tuệ có nhấn mạnh cái chữ mà kham nhẫn, thưa quý vị. Cái yếu tố kham nhẫn này là rất là quan trọng, mà quý vị phải, thậm chí quý vị phải hiểu đúng nữa. Tại vì đôi khi quý vị không hiểu đúng đó, nó lại xảy ra cái trường hợp nguy hiểm như vậy nè. Giống như bị ở đây á, thì sư thấy là cái câu hỏi này, cái vị này nói là không hơn thua cho nên nhịn và im lặng, đúng không? Nhịn và im lặng. Trong cái vấn đề nhịn và im lặng này, nó có hai vấn đề, thưa quý vị. Nếu mình nhịn và mình im lặng, mình không có phải hướng lại với cái sự hiểu biết, cái sự tư duy, tránh tư duy của mình, là mình biết là nếu mình phản ứng lại, đôi khi cái lời nói mình ra, cái lời nói nó sẽ là làm tổn thương người khác, hay cái lời nói làm xúc phạm đến người khác, hay thậm chí là mình im lặng mình là nó là cái sự chịu đựng, nó đúng hơn là sự chịu đựng, sự chịu đựng nó uất hận đó, không cãi nhịn giá nhịn đến nhịn đi. Nhưng mà cái sự đè nén này, đây là một sự đè nén mà nó dựa trên cái nền tảng gọi là bất thiện. Thì nếu mà quý vị á, cho rằng cái này là kham nhẫn, quý vị cho rằng nha, cái này là quý vị hiểu á, là này là kham nhẫn, thì này không đúng, không đúng như như cái lời khuyên của Đức Hành Tuệ đó. Và quý vị đó cứ đè nén gì đó mà mình không có tư duy chân chánh, không, và cái thực sự là cái đó đang là bất thiện, thì cái này rất là nguy hiểm. Bởi vì sao? Bởi vì giống như ta nói là giống như một quả bom vậy, quả bom nổ chậm vậy, đúng không? Mình cứ nói là mình kham nhẫn, mình nhịn, mình thật sự mình không hiểu được chữ kham nhẫn, thì một ngày nào đó mình không chịu đựng nổi, có thể là mình sẽ sử dụng đến vũ lực. Đó, cho nên là quý vị phải hiểu cái điều này là quan trọng. Cái điều thứ hai mà Đức Hành Tuệ muốn hướng đến cho quý vị á, là cái chữ kham nhẫn đó là đây là một trạng thái thiện. Có nghĩa là quý vị kham nhẫn, quý vị im lặng, nhưng mà quý vị hiểu. Thứ nhất là quý vị tư duy. Tư duy sao? Tư duy, nếu đó nãy sư có nói đó, có nghĩa là mình nói ra thì mình tổn thương người khác, mà ngay cả bản thân mình nó cũng tổn thương cho bản thân mình, nó hại mình, hại người đó. Đó, cho nên mình im lặng. Rồi mình im lặng á, rồi mình quan sát cái nội tâm mình. Ví dụ quý vị có học thiền sắp tới đây nè,
Quý vị nếu mà có cơ hội, quý vị nên tham gia khóa thiền của Đức Thanh Tài để mình học được cái cách quan sát tâm mình. À, khi tâm sân mình khởi lên, mình quan sát tâm. À, cái tâm có cái diễn biến tâm như thế nào, thân tâm mình như thế nào, đúng không? Thì khi mình hiểu được cái sân này là nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên thôi, đúng không? Nó có sanh, nó có diệt, nó có thay đổi, đúng không? Nó không có tôi ta trong đây chứ. Có nghĩa là không phải là tôi sân, đúng không? Mà sân chỉ là một cái trạng thái về trạng thái về cảm xúc thôi, đúng không? Nó cũng thay đổi, nó cũng biết diệt thôi. Mình không điều khiển nó. Đó, mình thấy không thì ngay thời điểm đó là vô ngã thôi vậy. Thì mình khắc phục được. Đó, cái nghĩa là ý nghĩa sâu xa Đức Thanh Tại muốn nói về cái chữ kham nhẫn là cái kham nhẫn là dựa trên nền tảng thiện. Còn nếu quý vị kham nhẫn mà quý vị vẫn còn uất hận đó, thì cái đó là bất thiện nha. Quý vị hiểu rõ đi. Đó. À, như Đức Thanh Tại cũng có khuyên quý vị đó, cái kham nhẫn cũng là cách để mình vun bồi ba la mật. Không, nhưng mà rồi mình cũng phải lượng sức mình. Lượng sức mình. À, tại vì có những phiền não phải tránh né mà. Thì trước khi kết thúc câu trả lời này á, thì sư xin trích từ ở trong Chánh Kinh, trong Tăng Chi. À, lịch sâu là Phật dạy, có nghĩa là quý vị có thể qua lời trình bày của sư á, quý vị có thể thắc mắc là nãy giờ sư vừa nói như vậy á, là cũng nói là phải làm như vậy, vậy bây giờ là nếu mà mình muốn muốn gọi là thực tế mà để hiểu được cái trạng thái tâm sân mình và để giống như là để trấn áp được cái trạng thái sân này nè, đó đó, để nó không có chi phối mình nữa, để mình không bị phiền não thì như thế nào, thì xin thưa quý vị cái điều quan trọng nhất quý vị là phải một chữ tu thôi. À, như chữ tu đây, chữ tu thôi. Thì trong Tăng Chi Đức Phật có nói như vậy, Đức Phật ngài có chỉ năm cái phương cách để loại trừ sân hận, đúng không? Mỗi khi nó khởi lên đối với bất cứ ai, thì qua năm cách này là quý vị bắt buộc phải có cái pháp học pháp hành thôi, còn quý vị mới áp dụng được. Ừ. Thì năm cách nó như thế nào? Thứ nhất là cái vị hành giả đó cần phát triển tâm từ đối với người ấy, đối với người mà vị ấy sân hận, bằng cách này hành giả sẽ loại trừ sân hận đối với vị ấy. Thứ hai, hành giả cần phát triển tâm bi mẫn đối với người vị ấy sân hận. Và thứ ba là hành giả cần phát triển tâm xả đối với cái người mà mình sân hận đó. Thứ tư là hành giả cần phải làm ngơ, không để ý đến người mà vị ấy sân hận. Bằng cách này hành giả sẽ loại trừ sân hận đối với người ấy. Và cách cuối cùng thứ năm là hành giả cần phải áp dụng ý tưởng, có nghĩa là tư duy đó, chính xác là tư duy đó, chủ nhân của nghiệp đối với người mà vị ấy sân hận như sau: vị này là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp. Vị này có nghiệp là nguồn gốc, có nghiệp là bà con, có nghiệp là nương tựa. Vị này sẽ là thừa kế bất cứ nghiệp nào mà vị ấy đã tạo, tốt hay xấu. Bằng cách này hành giả sẽ loại trừ sân hận với người ấy. Thì đây là cái năm cái phương cách mà Đức Phật dạy cho hàng tứ chúng, tức là hàng tỷ kheo ni, cận sĩ nam, cận sĩ nữ, để loại trừ sân hận mỗi khi mà khởi lên bất cứ ai. À, thì qua cái này là năm công thức này, nhưng mà để áp dụng công thức này, sư có nhấn mạnh quý vị đó, quý vị phải có nền tảng pháp học, việc pháp hành. Pháp hành thì sư cũng cho lời khuyên quý vị đó, quý vị nên để áp dụng năm cái phương pháp này nó đúng đắn, thì quý vị học những giáo lý căn bản, và nếu được quý vị tham gia khóa thiền để mình có trải nghiệm, mình hiểu về cái nội tâm mình hơn, thì mình càng hiểu nội tâm của mình đó, thì mình áp dụng được năm cái phương pháp này nè, thì mình mới hiểu được cái cơn giận mình, thì những cái sân hận đó, trong mình đó, nó sẽ được tiết chế, nó sẽ được đúng. Dạ, đúng như tinh thần là Phật dạy, và có sẽ lợi ích cho quý vị ngay trong hiện tại và ngay trong tương lai, và lợi ích ngay cho những người xung quanh của quý vị. Dạ, cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Cảm ơn Đại Đức Đại Từ. À, thì thưa quý vị, về cái vấn đề mà giải quyết cái sự sân hận á, thì các sư cũng đã trả lời rất là nhiều rồi. Cho nên là sư nghĩ là như đây thì cũng đã đủ cái sự góp ý cho quý vị. Cái quan trọng á, là mình giải quyết cái tâm sân của mình, nó quan trọng hơn. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.